Thưa quý vị, theo Forex, Việt Nam là quốc gia có nhu cầu vàng, trang sức tăng mạnh nhất thế giới năm 2022, tăng 51% so với năm 2021. Với tiềm năng lớn như vậy, kinh doanh vàng trang sức kết hợp với công nghệ 4.0 giúp đẩy mạnh doanh thu nền tảng trực tuyến và nâng cao trải nghiệm khách hàng được xem là xu thế thay đổi tất yếu trong thời điểm hiện nay. Vậy mô hình kinh doanh kết hợp này có điểm gì đặc biệt? Nó đem lại lợi ích gì cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức? Tất cả sẽ có trong phóng sự ngắn ngay sau đây. Khởi nghiệp từ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, Hanagon được biết đến là đơn vị tiên phong ứng dụng thành công công nghệ 4.0 vào quản lý và kinh doanh vàng trang sức. Một trong những mô hình nổi bật của đơn vị này phải kể đến đó là app Hanagon, một trong những ứng dụng giúp khách hàng mua bán, trao đổi và tích lũy vàng tiện lợi hơn, an toàn và không mất nhiều thời gian chỉ với vài thao tác. Với ứng dụng này, Hanagon đã thành công giúp cho hàng triệu người dân Việt Nam sở hữu vàng một cách dễ dàng, ngay cả với thu nhập thấp. Bên cạnh app Hanagon, giải pháp vàng định danh chủ sở hữu với sự ứng dụng công nghệ NFC vào sản phẩm chủ lực đồng vàng kim khổng tước cũng là mô hình chuyển đổi số đặc biệt của Hanagon, giúp khách hàng dễ dàng truy xuất thông tin sản phẩm, nguồn gốc, chất lượng vàng, tránh mua phải vàng giả. Cái giá trị của Hanagon mang lại đó là thuận tiện cho tất cả những người muốn tham gia vào cái có một sở hữu vàng bằng cách là có thể mua góp dần, rồi sau đấy là lúc nào cần thì lấy ra. Hai nữa là cái tài sản mà bằng vàng được NFT hóa cái số lượng của mình trên cái hiện vật như vậy, nếu để Hanagon thì lại còn được sinh lời. Chúng tôi, công ty chứng khoán VNM, nhận thấy đây là một cái cơ hội đầu tư đầy tiềm năng. Ngày hôm nay chúng tôi vào đây dự và sẵn sàng đầu tư vào dự án này. Với mong muốn xây dựng mạng lưới cửa hàng rộng khắp toàn quốc, giúp khách hàng có thể nhận vàng vật chất bất kỳ đâu trong hệ thống Hanagon và tiệm vàng liên kết, Hanagon đã và đang không ngừng mở rộng chi nhánh của mình. Bên cạnh 4 điểm chính ban đầu là Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 vừa qua, Hanagon đã chính thức khai trương trụ sở mới tại Shophouse SE26, Block Mercury 04, Đào Chí, phường Phú Nhuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem như bước đột phá mới trên hành trình mở rộng thị trường và nâng tầm trải nghiệm khách hàng của Hanagon. Hanagon có 3 định hướng phát triển trong thời gian sắp tới. Thứ nhất là Hanagon phát triển khách hàng đăng ký và sử dụng app Hanagon hướng đến đạt 1 triệu người dùng trong năm tới. Thứ hai là Hanagon cung cấp giải pháp chống vàng giả bằng việc cung cấp các sản phẩm đồng vàng định danh. Đặc biệt là giải pháp này sẽ cung cấp đến mục tiêu là hơn 1.000 tiệm truyền thống. Và thứ ba là Hanagon tập trung phát triển mạng lưới các điểm giao dịch showroom offline để phục vụ cho việc khách hàng có thể nhận vàng vật chất trên toàn quốc và mục tiêu hướng đến là 100 điểm giao dịch. Có thể thấy rằng với nhu cầu sử dụng và đầu tư thị trường vàng lớn như hiện nay, việc chấp lấy thời cơ phát triển theo mô hình cải tiến như Hanagon sẽ là bước đột phá cho nền kinh doanh vàng tại Việt Nam cũng như vươn tầm quốc tế.